Tên của tôi là Lý Hồng, tên của anh là Hà Quang Lượng. Chiều tà rực rỡ, hai cái tên này đều có ý nghĩa là quang minh, nhưng mà thì không có giống như là tao ngộ của chúng tôi. If you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles. You can hear the whistle blow 100 miles. Not a shirt on my back, not a penny to my name, and the land that I once loved is not my own. Tôi từ Tứ Xuyên xuống đến Quảng Châu, sau đó thì đã tới Sóng Trăng, và bây giờ đã xuống tới Hồng Kông, cũng chỉ vì muốn kiếm cái gọi là quang minh. Thật ra nhiều lúc tôi cũng không biết mình là người gì và đang tìm kiếm cái gì. À, thưa các bạn, một lát nữa cái chỗ mà chúng ta tới là nơi phồn vinh nhất của Hồng Kông, Chim Sa Chuỗi. Sau khi tới rồi sẽ tập hợp ở phòng tiếp tân. Sau buổi cơm trưa các bạn có thể hoạt động tự do, đi mua sắm hay là đi thăm bạn bè. Cảm ơn các vị đã tới tham dự đoàn du lịch này. Chim Sa Chuỗi, Chim Sa Chuỗi có phải là nơi có nhiều minh tinh hay không? Wow, bây giờ các nữ minh tinh của Hồng Kông thì oai phong quá đi. Nhà buôn đĩa ốc bao nữ minh tinh ra tay một cái lần 1 triệu bạc rồi đó. Đi sàn quá trời. Không phải tiền đâu. Được rồi. Wow, nếu như là thiệt, tôi cũng biểu đứa cháu gái của tôi xuống Hồng Kông để làm nữ minh tinh, còn hơn là nữ chiêu đãi viên ở Sóng Trăng nữa. Tưởng làm nữ minh tinh dễ dàng vậy sao? Tôi nghĩ trực tiếp nhất là làm gái điếm Bắc đi ha. Gái điếm Bắc? Phải. Nè, dạo này người Hồng Kông hay tới phương Bắc để kiếm gái Bắc xuống làm điếm đó, phải không? Chỉ cần làm một vài tháng thôi, qua là kiếm bộn tiền đó mà. Có phải thiệt không, không đi đâu. Hả? Thiệt mà. Nè, báo chí cũng có đăng nè, coi đi. Được rồi. Coi. Rồi phải ha. Đây báo chí tiêu phá hoại hình tượng của dân mình, tiêu bậy bạ. Như vậy mà. Có nhiều người có tiền thì chuyện gì cũng làm mà. Phải rồi. Ai nói vậy? Tiếc là má tôi cũng phải sanh tôi là con gái. Nếu không tôi cũng xuống đó làm gái điếm Bắc, khỏi cần phải cực nhọc trên đó mà. Hay kệ là trai hay gái, nếu như có tiền hả thì trai hay gái cũng khỏi phải chịu cực thôi. Thì phải rồi, nghe nói ở Hồng Kông khắp nơi đều là người giàu có đó. Chắc là vậy, có nhiều người có xe quá mà. Bắt tiền đưa kìa, bắt tiền đi. Bắt tiền đưa kìa. Cái gì vậy? Cắt hả? Ê, phát tiền kìa. Phát tiền kìa rồi. Xuống xe đi. 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 Má lên, má lên, má lên, má lên, má lên. Các người có thích không? Thích lắm, thích lắm, thích lắm. Ê, nghe không rõ, nghe không rõ. Nói lớn chút đi, nói lớn chút đi. Thích lắm. À, vậy các người nói, tôi thiệt thèm tiền đi. Được. Thì các vị vui vẻ nha. Lên đi, lên đi. Lên đi. Lên đi nè, lên đi. Đó, tiền đó lên đi. Của tôi nha, của tôi nha. Lên đi. Của tôi nha. Ê, đừng có dành, đừng có dành. Của tôi. Ê, lên đi, lên đi. Ê, lên đi. Lên đi. Đã qua. Cho tôi nè, cho tôi. Đi. Hãy cho tôi đi. Ê, dạ. Của tôi mà. Lượm đi. Lượm đi. Đừng giành nha, của tôi đó. Lượm đi. Đừng giành nha, của tôi. Đừng giành mà. Của tôi đó. Tôi trước à, tôi lượm. Nè, lượm đi. Không bị giành á. Lượm đi. Đã quá. Đã quá. Đánh ra. Không được lượm tiền nha. Đánh ra đi. Đánh ra. Cái gì? Cô hai, làm ơn theo tôi về tiệc cảnh sát. Nhìn đây, tôi không phải là dân đi lậu đâu, tôi là du khách tới đây chơi đó mà. Sếp hai, chuyện gì?
À không, chúng tôi thấy anh đang lượm tiền, tôi muốn mời anh về đi cảnh sát làm nhân chứng thôi. Tôi đâu có lượm tiền, bắt tôi làm nhân chứng cái gì? Chị hai, chị tưởng tôi đuôi hay sao? Cái gì vậy? Tại sao bắt tôi? Tôi không có hợp pháp đâu. Tôi phải gặp anh trực giác. Làm ồn ào. Tôi phải cứu nãy các người. Các người làm trái cơ bản. Bây giờ tôi bắt tiền không được chứ. Tôi giàu tôi có tiền mà. Tôi bắt chứ. Tôi có sao không? Hả? Tôi có sao không biết nha. Sao năm 97 tôi có đi bắt tiền khắp nơi đó. Năm 97 tôi có đi trên đường rồi không? Các người bắt tôi. Tại sao? Tại sao lại bắt tôi chứ? Hả? Tại sao? Tại sao? Tại sao bắt tôi chứ? Chắc kỳ cục à. Tôi đã tiền cũng bắt. Cô tên là gì cô hai? Lý Hồng. Lý Hồng? Vừa rồi lượm được bao nhiêu tiền? Lượm tiền gì đây sếp hai? Tôi vừa mới tới đây là đã bị các người bắt vô đây rồi. Tôi làm đúng thủ tục tới đây mà. Còn là bộ hả? Vừa rồi cô thấy người ta phát tiền ngoài phố để dừng lại lượm tiền. Theo luật lệ Hồng Kông, nếu mà lượm được tiền không khai báo đó hả, thì tôi vẫn có thể khởi tố cô. Tôi đã nói là không có lượm đồng xu nào. Dĩ nhiên cô không có lượm đồng xu nào. Cô lượm giấy 100 thôi. Cô là cô Hồng, cô xin xuống đây thăm bà con hả? Xin hỏi cô thăm ai vậy? Thăm gì của tôi? Đem theo bao nhiêu tiền? 400 đồng tiền Trung Quốc, 300 đồng tiền Hồng Kông. Ok. Cô Hồng à, bây giờ thì xét mình của cô, để coi cô nói có đúng không. Xét mình cái gì? Cô đừng sợ, không phải tôi xét cô đâu. Chị Phương. Yes sir. Nè cô Hồng, nếu như mà ở trong mình của cô kiếm ra hơn số tiền đó thì chúng tôi sẽ tịch thu. Xét ở đây hả? Vậy hả? Nếu như cô yêu cầu thì cảnh sát chúng tôi không phản đối đâu. À, phải phải. Thứ này xài tốt sao? À, cô Hồng à, cô đem theo bao nhiêu tiền xuống có đủ xài không vậy? Tôi tham gia đoàn du lịch bao ăn bao ở đó mà, sao lại không đủ? Vậy cũng phải. Nói không chừng có người bao lại cô đó. Phải mà ông La tôi đã gọi rồi, đang qua tới, sắp tới rồi. Thì là xin lỗi nha, sắp qua rồi. Xin lỗi, phải rồi. Có phải là Lý Hồng không? Ừ. Có biết nghe nói tiếng mình không? Biết. Biết nói không? Biết. Chị có phải ra làm hay không đây? Người khách đã gọi tôi mười mấy lần rồi. Cô đi đâu vậy? Đi đi. Nè, cô thiệt là có phước đó nha. Ông La là khách lớn của chúng tôi, cô phải hầu hạ người ta tốt một chút có biết không? Người khách này quả thì là một người khách lớn. Ông không có gì không lớn đâu. Chào ông. Nhà lớn, con chó gác cửa lớn, phòng khách lớn, cả tranh vẽ treo trong nhà cũng lớn, thân hình của ông càng lớn hơn. Ông La xin lỗi nha. Xin lỗi. Cô tới rồi kìa. Lỗ tai lớn, mũi lớn, miệng lớn, con mắt trợn ra thì càng lớn y như là con cá tàu. Thì ra cái ông cá tàu này là đồng hương của mình. Không ngờ xuống tới đây lại tiếp lại người của mình. Hết cách thôi. Thế kệ là người Bắc hay là người Nam, miễn là người có tiền là được rồi. Nhìn thấy muôn màu muôn vẻ của Hồng Kông, ông ngồi kế bên mình như là kể lịch sử của Trung Quốc. Kể chuyện ổng làm sao làm giàu có ở Hồng Kông. Ổng thì kể lễ phấn khởi lắm, còn tôi thì nghe không có lọt chữ nào vô tai. Ổng càng nói thì càng phấn khởi. Nhưng mà tôi thiệt mong là ổng kể như vậy cho tới trời sáng. Không ngờ cái ông cá tàu này lại xài sang như vậy. Chịu mua một bộ thời trang mắc như vậy cho tôi. Nhưng mà mặc lên mình rồi, tuy nhiên là chưa có mặc áo. Vô đây đi. Đây là phòng hoàng đế. Anh là hoàng đế, em là hoàng hậu, có phải không hả? Nè, buông tôi xuống đi mà. Buông tôi xuống đi. 哎呀啊
À, cô Hồng à, cô không cần sợ đâu, hả? Là phước quà này, lễ phép lịch sự, không bao giờ thô lỗ với con gái đâu, hả? À, phải rồi. Theo quy củ á, thì phải trả tiền cho cô trước. Những ngày kế tiếp thì sẽ tính tiền riêng với cô, hả? À, à, cô cầm đi. Nếu như cô hầu hạ tôi được tốt, tôi sẽ có tiền thưởng cho cô nữa, hả? Để tôi đi tắm rửa đã. À, ai da, à, ai đâu? Có. Cô Hồng à, hãy lại đi tắm chung với tôi nha. Tôi không quen đâu. Ờ, không quen hả? À, phải rồi, anh lần đầu không quen thì thôi, từ từ cô sẽ quen hả? Bắt đầu ngày mai, cô sẽ phải tắm rửa chung với tôi, có chịu không hả? Hả? Quyết định vậy nha, hả? Tin 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 tin. Có phải điện thoại của tôi reo không? Nghe giùm tôi đi. Tôi sẽ ra ngay. Đấy, cô đã mất rồi. Hả? À, ê, à, à, cô đừng chạy nha. Đừng chạy nha. Cô đừng có chạy nha. Đừng có chạy nha. À, xin lỗi, xin lỗi. Ê, đừng có chạy nha. Nè, mau lên, mau lên. Hả? Xảy ra chuyện gì? Có người đã giật đồ của tôi, được theo mau lên. Mau lên đi, mau lên. Ấy da, thưa ông, chuyện gì? Đã nói là có người giật đồ của tôi mà, sao còn đứng đây nữa? Được theo mau lên đi, mau lên. À, mau lên đi. Có thấy không? Không thấy. Ở đâu? Đi kiếm thử coi. Cô hai à, an toàn lắm rồi. Xuống xe đi. I'll share you with the one who will mend what falls.
to the thief of your không cần phải chạy tứ tung, bên kia có thang máy kìa. Phòng 33. Được. Vậy được rồi. Phải rồi. Đi. Hey. Oh, beautiful. Tôi đã từng tuổi này rồi, lần đầu tiên làm băng trộm. Đáng lẽ không có muốn đâu, nhưng mà nghĩ tới phải ngủ với cái ông cá tàu đó liên tục 7 đêm, làm sao mà tôi chịu nổi. Cho nên đánh liều một phen. Hi there. Just arrived. Bấy nhiêu tiền chắc là đủ cho má chữa bệnh rồi chứ? Cô đi theo tôi làm gì? Tôi đâu có. Chuyện gì? Lại như tối hôm qua không biết lối ra chứ gì. Lối bên kia có thể ra phố được. Chào hả? Chào hả, cô được không?
Vậy sao đây, công việc có cực hay không hả? Dĩ nhiên là không rồi anh Nghĩa. Em vừa trở ra may là được anh chăm sóc thôi, chưa có kịp để anh uống trà đó. Đừng có nói như vậy. Lần đó nếu không phải mày có đạo Nghĩa, tao nghĩ tao và Bình mà phải bị 4 năm đó. Hey, may là có mày thôi. Nhưng mà người không phải lúc nào cũng xui đâu, sớm muộn cũng có lần được hên mà hả. Quay lưng, lớn, lớn. Còn nhớ cái building đó không? Lúc xưa mình nói là mua building mà hả. Nhưng bây giờ tao không có nghĩ như vậy đâu. Building đó đã thuộc về tao rồi. Tao phải bắt đầu từ đây. Chỗ này là khu vực của mình. Dầu Mã Tỷ. Tiêm sao chửi. Mã Tỷ, tiêm sao chửi. Uống đi, uống đi. Ai sướng quá, sướng quá. Anh Nghĩa, thật ra em cảm thấy muốn nổi không nhất thiết phải làm chuyện ma giáo đâu, phải không? Này Lượng à, tao là ai? Là con của Lý Gia Thành sao? Người ta chào đời thôi, là một con rồng bay ở trên trời. Còn tao, tao lớn lên ở chợ trái cây Dầu Mã Tỷ, là con rắn bò dưới đất thôi. Nói xin lỗi nha, mày cũng là con rắn thôi. Anh Nghĩa, rắn cũng có nhiều loại mà. Em thà là làm con thằng lằn, rảnh rỗi thì ăn con mũi, còn hơn là cứ đi cắn người ta hoài. Chuyện gì đây? Chí khí của mày đâu rồi? Làm chú rắn tối ngày sẽ bị người ta bắt, làm thằng lằn chỉ là ăn mấy con mũi thôi, chẳng ai đếm xỉa tay. Sống bình an suốt kiếp không phải tốt sao? Được, tao hiểu mà. Mày không có muốn cùng tao đi làm ăn lớn thôi. Thật ra là vậy anh Nghĩa. Anh em với nhau em không muốn gạt anh. Lần này em trở ra, em muốn làm lại nghề chánh. Nghề chánh? Lượng à, mày định suốt đời làm thằng đậu xe cho người ta sao? Không phải, không chừng mai mốt sẽ có dịp đổi nghề. Mình đâu còn dịp để đổi. Mày có thể chào đời rồi nói với má của mày: má à, con không muốn sanh từ bụng của má, không muốn làm con rắn, nhét con vô bụng người khác đi. Này Lượng à, bây giờ trong tay của tao có một mối làm ăn rất lớn, ít nhất là mấy chục triệu. Có mày giúp tao, tao ăn chắc mà. Chừng đó mình có tiền rồi, gia đình có tiếng, đứng vững muốn làm gì cũng được, không có ai đếm xỉa tới mày đâu. Làm rồng cũng được, làm rắn cũng được mà. Nhưng mà nếu như không, tao lo là mày cam làm lòng con thằng lằn, cả mũi con cũng không có được ăn nữa. Không phải đâu anh Nghĩa. Lượng à, tao biết mà. Trong đám anh em, đứa nào giúp tao được nhất, đứa nào mà tao tin cậy nhất hả? Em biết. Anh Nghĩa, coi như là giúp tao đi. Nè, vậy lấy gì anh Nghĩa? Mày mới vừa trở ra, cũng cần tiền xài mà. Không phải đâu anh Nghĩa, tốn tiền sẽ lên tiếng mà. Có coi tao là anh em không? Mình là anh em với nhau, nhưng mà lần này em trở ra, em thiệt tình muốn làm lại người đàng hoàng đó anh Nghĩa. Thiệt đó. Được, tao không có miễn cưỡng mày. Cảm ơn Nghĩa, cảm ơn. Em tới giờ đi làm. Lần này không giúp được gì cho anh, lần sau có chuyện gì anh Nghĩa cứ gọi em. Em đi nhìn Nghĩa. Bye bye. Chạy ra. 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 Chạ
lên trên, lên xe, lẹ lên, mặt sát kìa, lẹ lên, chạy đi, chạy lên, chạy lên, chạy lên. Anh hai sao đây? Xuống dưới. Ờ. Đưa xe đi, đưa xe bắt đi. Lấy gì bãi đầu xe. Xuống xe, bỏ đồ vô cốp sau. Chia nhau mà chạy. Mau lên đi. Làm gì mà lâu quá vậy? Chia nhau chạy lẹ đi. Kêu đám anh em quay trở lại tới bãi đầu xe. Phong tỏa hiện trường. Yes, yes sir. Phong tỏa lối ra, đừng cho xe vào. Ờ, hai, anh Nghĩa. Sao đây, mới uống trà xong hả? Có rảnh không vậy? Dạ rảnh, chuyện gì? À không, tối hôm qua uống say đậu xe ở đây chưa có lấy thôi, làm phiền đi dùng một chuyến đi nha hả? Không thành vấn đề. Anh Nghĩa à, để em nha. Phải cần. Chìa khóa đâu, em lấy cho anh. Chờ em chút nha. À cái tầng dưới nhất đó nha. Ê, chuyện gì không thể vô đâu? Không phải đâu sếp, tôi vô lấy xe đó. Bây giờ không thể vô trống đâu. Chuyện gì? Lưỡng. Sếp xíu. Nè, vô đây. Nè, chuyện gì? Tiệm vàng kế bên đã bị ăn cướp và đã chạy vô bãi đầu xe. Anh tới đây làm gì? Đâu có, người khách quen nhờ tới lấy xe thôi. Không thì lát nữa tôi quay trở lại hả? Nè nè, khách quen thì xuống lấy đi. Luôn tiện coi hoàn cảnh cho anh chứ gì hả? Ha, quả nhiên thông minh thiệt. Sếp Sương đã phải lần đầu tiên biểu tôi làm việc chứ, phải không? À, nhưng mà nói thiệt nha, anh xuống tới dưới thì phải cẩn thận, tính mạng quan trọng đó hả? Sếp Sương à, đám cướp đã có súng, có thể chuyện lớn lắm. Thì biểu anh em phải đề cao cảnh giác. Yes sir. Nè anh em, lo liệu nha. Yes sir. Không có bóng ma nào hết sếp Sương à. Tôi đã cố tình lái chiếc xe từ tầng dưới hết lên tới tầng trên hết, đã coi kỹ từng chiếc xe một, thiệt tình không có bóng ma nào hết. Vậy sao? Đúng vậy. Đi đi.
Cảm ơn sếp Xuyên. À, khoan đã, có phải anh vẫn còn làm việc ở vũ trường Kim Phượng hay không? Phải. Nè, rảnh rỗi tới kiếm tôi nha. Nhất định. Đi đi. Rượu không? Chị Liên à, cho ly bia. Đợt tới ngay. Bia đây. Hi, arigato gozaimasu. We don't get older, I think we just get tired. Some moments we hope for, others we just hide. This is the time. Latin Mary. Dở trộn quá. Sao đây, cái giống như nhiệm vụ không? Sao hôm nay được nghỉ sớm vậy? Cố tình nghỉ sớm đến đây giúp việc cho em đó. Không cần giúp đâu, càng giúp là càng bận rộn, thối tiền cũng thối xa cho em. Phải rồi. Em đã mướn được người rồi. Mướn được người? Người gì? Mướn lại là hơn anh. Mà chủ ơi, thối tiền. Bên kia lấy hai ly bia. Được. Ủa? Là cô hả? Ủa, anh thiệt quen biết sao? Đã gặp một hai lần. Xin hỏi quý danh. Kêu tôi Hồng là được rồi. Cô Hồng hả? Ê, anh tới giúp một tay là tới làm gì? Sao nhìn sững vậy? Giúp miệng có được hay không? Được không? Đừng mà, đừng có giỡn chơi. Lộn. Ủa, sếp Xuyên. Sao hả? Sao biết tôi ở chỗ này? Anh em của anh nói anh ở đây mà. À, chỗ khá lắm chứ. Của anh hả? Không phải, bà đó mới là bà chủ. Liên à, cho hai ly bia, ghi sổ của tôi nha. Được. Chuyện gì đó sếp Xuyên? Hồi chiều anh nói là tới bãi đậu xe, lấy xe cho khách quen. Quen ai vậy? Không, ông thường hay tới vũ trường. Một tuần lễ tới 2-3 lần. Quen nhau kiểu này đó. Lượng à, anh làm ăn giáo bấy lâu và làm ăn tên cho tôi, anh biết ship xương này không phải là bị đuôi chứ? Chiếc xe đó rõ ràng là của anh em Trương Nghĩa mà, tại sao lại gạt tôi nói là khách quen? Xin lỗi nha. Không sao. Hả? Sếp Xương à, tôi không phải cố tình gạt sếp. Sau khi tôi trở ra đã không có lui tới với họ, và tôi làm lời người chánh, cho nên không muốn nhắc tới tên của anh thôi. Không muốn nhắc hay là không dám nhắc? Bây giờ tôi nghi ngờ cái vụ hồi chiều là do hắn làm. Chúng tôi ở dưới bãi đậu xe lượm được mấy món nữ trang đó. Sếp Xương à, sếp nói vậy là ý gì? Nếu như sếp nghi ngờ cái vụ chiều nay tôi có phần thì sếp bắt tôi đi. Tôi thật sự không biết gì cả. Người ta biểu tôi đi lấy xe thì tôi lấy xe thôi. Chỉ có vậy thôi. Tôi biết vụ này không mắc mớ tới anh. Tôi không giấu gì anh. Có người tới mật báo nói là cái vụ này của Trương Nghĩa làm, cho nên tôi mới tới kiếm anh thôi, hiểu không? Hả? Có hiểu không? Chuyện gì? Biểu tôi làm ăn tên cho sếp hả? Nè, vậy nha. Nếu rảnh rỗi á, thì anh tới mách tin cho tôi. Nếu không thì kiếm tôi uống bia cũng được. Tôi không ép anh đâu. Nhưng mà anh phải rõ ràng. Nếu không phải tôi biết xử đó hả? Thì chưa chắc là anh bị 4 năm mà có thể ra được đâu. Sếp Xương à, thật ra lâu nay tôi rất cảm kích sếp. Bấy lâu nay tôi muốn tìm cơ hội đình đáp cho sếp. Là thiệt đó. Anh nói vậy làm gì? Thì bây giờ chiếu cố tôi đi, hả? Miễn có tin tức thì báo với tôi, ok, hả? Được.
Chị tạm thời ở lại đây vài ngày nha. Để tôi thu dọn xong phòng tập vật rồi chị vô. Được, chị đủ mệnh chưa? Dạ đủ rồi. Sao đây, có quen không? Quen. Lúc xưa ở dưới quê ngủ ở phòng chắc cũ cũng vậy thôi. Ý tôi hỏi là làm quán bar có quen không? Khá lắm mà, không cực khổ là kiếm ra tiền nữa. Ê, tôi không thèm nói nữa, miễn là làm như vậy là không được. Nghỉ sớm đi nha. Từ ngày đầu tiên gặp được ảnh, mình đã thấy là con người này thật là lạ lắm. Thì không biết hắn là người gì nữa, như là người tốt, như là người xấu. Chuyện gì đây? Thằng em nó vừa điện thoại tới. Là xin tiền của em hả? Em thì thà nó xin tiền của em. Em thì không biết nó bỏ túi đồ này từ hồi nào. Em hỏi có phải là đồ tang vật không, nó biểu bỏ mặt. Còn biểu em hỏi anh có cách nào để bán ra không. Có mối cũng không bán cho nó đâu, chết chắc đó. Vậy rồi làm sao? Nó nhất định là đi làm ăn với đám người gì về, cho nên sếp Sương mới điều tra nó. Nó dám ăn chặn người ta như vậy chết chắc thôi, em biết không chứ. Thì không có nên thần. Còn tệ hơn anh lúc xưa nữa. Tuy rằng liều mạng nhưng mà cũng quý tính mạng. Còn nó thì bỏ cả tính mạng. Không được, em nhất định phải xin cho nó qua Canada. Nếu cho nó ở lại Hồng Kông, không bị chết chắc thì cũng bị tù. Một con người nếu như học hư, tới đâu cũng không có được tốt đâu, phải không? Anh đang nói mình anh đó hả? Như là em cũng có kêu anh đi di dân chung với em mà. Vậy cái chuyện này anh giống y hệt như thằng Tổ, không thể sửa đổi. Anh thì khác chứ. Anh là thứ dân không muốn học tốt, cũng không muốn học hư mà. Miễn là anh không muốn làm nên. Làm người làm nên quá gì cái gì chứ. Cũng như em đây làm sáng làm chiều. Là vì cái gì? Vì mục tiêu của con người. Anh cho em biết nha, nhiều khi làm người không có mục tiêu cũng là một mục tiêu đó. Lần nào nói chuyện đàng hoàng với anh cũng không được đàng hoàng. Thôi ngủ. Xích ra. Thích thì tới ở một đêm, không thích thì cả tháng cũng không thấy mặt. Thích thì tới phá mình, không thích thì để cho mình bị móc meo. Em hỏi anh một lần nữa, thực ra anh có định đám cưới với em không? Có hay không? Em đã hỏi nhiều lần lắm rồi, đã nói là không có mà. Những chuyện mà họ nói ở trong phòng ngủ thì tôi nghe được một chút, lại không nghe được chút. Có chút hiểu, lại có chút không hiểu. Không có mục tiêu, cũng lại là mục tiêu. Thì không biết là ý nghĩa gì. Alo? Alo Hồng hả? Dạ phải bà chủ. Bây giờ tôi đang ở tòa lãnh sự, mới biết là không có đem căn cước theo. Thì vô phòng của tôi coi cái áo màu đỏ của tôi có thể căn cước ở đó không? Lát nữa tôi sẽ điện thoại về. Dạ được.
Quê, phải có mối không? Ba phần hả? Ba phần tôi không chịu đâu. Tranh thủ nhiều một chút đi. Tôi cũng phải liều mạng đổ về mà. Thôi được rồi, mai mốt bàn sau đi. Đồ tan vật đó, thích thì lấy đi, không cần phải ngại đâu. Yên chỉ đi, tôi không nói với ai đâu. Ai bỏ túi riêng? Ai đi báo mập? Đứng ra cho tao. Anh Nghĩa à, có phải là... Là ai? Anh Lượng. Anh Lượng đi lấy xe cho mình mà. Tao tin nó còn nhiều hơn là tin tao. Lượng. Anh Nghĩa, sao rảnh rỗi tốn nước vậy? Phải, một gói quà mọn này cho mày đó, lấy đi. Em không hiểu ý của anh. À không, lần trước là toàn nhờ mày thôi, phần của mày mà. Anh nói cái chuyện lần trước anh đi lấy xe cho anh đó hả? Không cần đâu anh Nghĩa, không cần. Bộ khi dễ tao à? Em mà lấy cái này thì thiệt là khi dễ anh. Em coi anh là đại ca, không phải là lần nào cũng đòi tiền thưởng danh đâu. Cất lại đêm nghĩa thì không cần mà. Mày cũng biết tác phong của tao lâu nay mà, thưởng phạt phân minh, có công thì thưởng, có tội thì phạt tới nơi. Tao nói cho tụi mày biết, ở đây mà có thằng nào nằm dùng, tao bắt nó chết không có toàn thây. Tôi không lấy nữa, trả lại cho anh nè. Tôi đã kêu cô lấy, có nghĩa là không sao mà. Sao lại trả lại cho tôi chứ? Tôi lo là sẽ liên lụy tới anh. Khờ quá, sao liên lụy tới tôi? Đồ ăn trộm về, đâu có sổ sách gì đâu. Cầm lấy đi, quan trọng là đừng để ai biết. Tôi xuống dưới làm việc. Cảm ơn. Bây giờ mình đi đâu? Anh đừng nóng, lên tới trận rồi mới nói nha. Xin lỗi, làm mất thời gian của anh. Xin hỏi quý danh? Tôi họ Đàm, là chủ nhiệm của điều tra ICAC. Có gì chỉ dạy sếp Đàm? Phải nói là tôi có chuyện muốn thỏa giáo anh đúng hơn. Lúc xưa anh là gian tên của sếp Sương, bây giờ còn làm việc cho ổng không?
Bây giờ chúng tôi điều tra một vụ án tập đoàn hộ chiếu giả, muốn nhờ anh giúp một tay. Anh Lượng, chuyện gì vậy? Hả? Chuyện gì vậy? Anh Lượng, chuyện gì vậy? Để tôi rồi. Lên nghỉ chút nha. Sao uống nhiều rượu quá vậy? Bộ không cho uống hả? Phạm pháp à? Suốt đêm chờ anh về đó. Anh đi đâu vậy? Chờ anh về làm gì? Có tiền để lượm sao hả? Thằng Tổ điện thoại về, nói là sẽ về, nhưng bây giờ vẫn chưa thấy. Cho em biết nè, có về thì sớm muộn gì cũng về, nếu không thì suốt đời cũng không về mà. Em có biết không? Khăn nóng nè. Nè, xảy ra chuyện gì vậy hả? Tại sao lấy khăn nóng cho tôi? Tôi uống rượu, lấy rượu tới cả chai đi. Lấy cả chai tới đây. Tôi phải uống rượu, mau lên. Mau. Chị trở vô đi. Tôi cần rượu. Tại sao lấy khăn lông cho tôi chứ? Anh bị mát hay sao chứ? Tôi tiếc là không thuộc về thế giới này. Tại sao các người không cho tôi quyết định làm sao mà làm người chứ? Thật ra các người bắt tôi phải làm gì đây? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Thiệt là điên. Một người thì ép tôi làm ăn tên, một người thì ép tôi bán tình báo. Bộ tưởng Hà Quang Lượng này là siêu nhân hay sao? Bắt thầm ở tất cả dây thiên địa. Anh nói bậy bạ cái gì chứ? Còn có một người lại bắt tôi đi làm ăn lớn nữa. Thì cho các người biết, Hà Quang Lượng tôi này nhất định không có làm đâu. Anh lên phòng nghỉ đi. Đi. Em cũng vậy nữa. Đừng có ép anh đám cưới về mà, có biết không hả? Hả? Em thích đám cưới lắm sao? Vậy thì mình đám cưới nha. Mình đám cưới tại đây nha. Đám cưới nha. Ê, đừng mà. Đám cưới đi. Đừng mà anh. Anh Lượng, đừng mà. Đừng. Xin hỏi có ai đây không? Nè làm ơn, xin hỏi có ai đây không? Xin hỏi có chuyện gì? Cảnh sát đi. Xin hỏi ai là cô Liên? Tôi đây, xin hỏi có chuyện gì? Chiều hôm nay chúng tôi ở bãi Thanh Thủy phát hiện một xác chết, nghi ngờ là thằng em của cô anh Tổ. Mời cô theo chúng tôi về để xác nhận. Sao khuya vậy còn chưa ngủ? Thưa coi có chuyện gì có thể giúp được anh chị hay không? Người đã chết rồi, cần gì mà giúp chứ? Tôi đã nói đó, không chết cũng sẽ bị tù. Em đừng vậy mà. Nếu nói chuyện nên thân thì đâu có ngày hôm nay. Đừng uống nữa, ngủ sớm đi. Kể từ tháng sau sẽ sang quán bar này, không làm nữa. Em quyết định đi di dân. Anh trả lời em đi. Cái gì chứ? Anh chịu đi theo em không? Em không giấu anh, em đã có thai rồi. Em không thể không lấy danh phận, nhưng mà đứa con không thể bị người ta kêu là đứa con quan. Em cũng biết tánh của anh rồi mà. Anh không muốn đám cưới, càng không muốn di dân. Em biết rồi mà. Anh
Anh không chịu đi với em, có phải để yêu thích người đàn bà khác hay không? Em nói cái gì đây? Anh trả lời em đi. Trả lời em điều gì? Anh thiệt không biết em muốn cái gì đây. Anh không dám trả lời em hả? Phải để yêu thích còn học hay không? Em đừng có nói bậy có được không đây hả? Em nói bậy bạ hả? Hai người liếc mắt đưa tình với nhà tưởng em không biết sao, tưởng em đuôi à? Cô Hồng lấy đi đồ tăng vật, anh biểu nó cứ lấy. Cô nói là đoạn cấp không có sổ sách, cô nói là không phải thích cổ sao? Em có đủ quan cho anh hay không? Cô không có lấy mới dây chuyền đó, tất cả đã để lại hết trong cái túi rồi. Để lại trong túi vali hả? Để lại trước ngực thì đúng hơn. Cái này là cái gì đây? Mày đi ngay, đồ nhà quê. Thì cổ không ta đã chứa chấp mày. Mày tới ăn trộm được cúp giường chồng ta luôn. Mày đi. Mày đi ngay, đi ngay đi. Anh làm gì chứ? Muốn lên dù dỗ con trộm đó hả? Tại sao em hành hạ người ta như vậy? Người ta đâu có đụng chạm tới em. Được, bây giờ Minh ra mặt rồi hả? Đánh đi, đánh chết con anh luôn đi. Em làm cái gì mà có con chứ, hả? Muốn uy hiếp anh, để anh theo em qua Canada chứ gì hả? Cái thai đâu, hả? Mày đi xa chừng nào tốt chừng đó. Nếu không ta sẽ điện thoại báo cảnh sát, báo cho chú bắt hợp pháp. Anh dám bước ra khỏi nhà này nửa bước thì từ đó đừng có về đây nữa. Hồng à, thì xin lỗi nha. Em cho tôi đi. Cô sợ hả? Tôi không muốn chỉ một sợi dây chuyền mà bị bỏ mạng. Cô đừng có dại dột. Tôi không nói ra không ai biết đâu. Cô sợ em liền nói ra đó hả? Nếu như cô nói ra thì cô cũng bị thôi. Tôi sẽ liên lụy anh đó. Cả câu chuyện này tôi liên lụy cô thì đúng hơn. Cô hãy cắt đi, lương tâm của tôi dễ chịu hơn. Cô đã mất việc làm, vậy cô định làm gì? Tôi cũng không biết. Nhưng mà cô đủ ngày trở về tỉnh rồi. Lần sau cô xuống Hồng Kông, có chuyện gì cứ tới vũ trường kiếm tôi nha. Tôi lên chiếc taxi xong rồi cứ khóc lóc. Nhưng thì không có biết mình khóc lóc vì ai. Khóc vì con Liên sẽ đắt áo của mình, hay là khóc vì bị mất cái việc làm, hay là khóc vì từ nay không có thể gặp được ảnh nữa. Tôi thì là không biết khóc cái gì. Sao chị nghe đâu? Tôi thật sự đã lâu lắm không gặp cô Học. Không biết tại sao đột nhiên tôi lại nhớ đến cô ấy. Tôi rất muốn gặp được cô. Ê Lượng, vậy mà anh cũng vừa sao? Rồi có một tên anh Nghĩa nói là đại tiện. Đáng lẽ tôi không muốn đi, nhưng mà anh ta nói là đại tiện họ, tôi không thể nào không nể mặt. Này uống vô chơi đi. Ôi vô uống vô. Ê Lượng, sao mà đi trễ quá vậy? Trễ quá vậy hả? Ê này, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Xin lỗi, xin lỗi. Anh có tội đi nha, uống nhiều đi nha. Rồi. Ê, này uống đi. Uống đi, nói nhiều. Uống đi nha. Nè anh Nghĩa, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Phát tài giàu to. Ê nè, nhưng mà thiếu mày thì không xong đâu. Không có em anh cũng xong vậy. Nè nói thiếu mày không xong mà. Xong, không có em anh cũng xong, ok. Nè chơi uống đi. Ê nè, em uống với anh hai nha. Uống đi. Uống. Uống. Nè các vị. Hả? Lại có tiết mục hấp dẫn rồi. Tôi chưa nói các vị đều vỗ tay rồi, chứng tỏ là các vị đều biết là có chương trình giúp vui hấp dẫn, phải không? Tối nay chúng tôi đã
trang bày một màn múa diễm lệ hấp dẫn cho quý vị thưởng thức. Quý vị có đồng ý hay không? Đồng ý. Giả tỏ cũng chịu luôn mà. Cũng chịu nữa. Đúng vậy. Vì vậy mời các vị cho một tràng pháo tay để cổ võ nha. Nè, bây giờ xin mời vũ hội Đông Nam Á của chúng tôi. Ê, tối nay kéo chạy ngon mày. Đã quá. Ê, nói là xinh đẹp nha. Cảnh dẻo ha. Ê, giờ mình mẩy hòn quá. Đẹp chị. Ê, đẹp ha. Nó không nhiều lắm. Ê, à. Hay quá. Đẹp quá. Nhất nhói à. Hỏi gì không nói. Đã quá. Đã đi. Một lát nữa không được sờ mó. Sừ tao thôi, sinh nhật của tao mà. Thôi, buồn quá. Cái không ngờ cô ta đã giàu như này. Tôi quay đầu sang một bên, không muốn bị cô nhìn thấy. Không ngờ cô lại nhìn thấy tôi. Cô cũng cố tình nhảy múa bên cạnh của tôi, nhưng muốn để cho tôi nhìn thấy rõ. Đột nhiên tôi giật lắm. Tôi không phải là những cổ lạc gì. Tôi chỉ giận là trong một đêm, cô đã thay đổi thành nguy hiểm. Không gặp. Giờ đây đi, chỗ này không có ai đâu. Không ngờ gặp được cô ở đây. Lần nào những cái chỗ mà mình gặp gỡ đều quái lạ mà. Vừa rồi anh thấy tôi nhảy có đẹp hay không? Dĩ nhiên họ thấy cô nhảy hay lắm. Nhưng mà tôi thấy không tốt đâu. Sau khi cô nghỉ quán bar rồi thì cô làm nghề này đó hả? Ừ. Cũng may mắn lắm rồi. May là tôi ở Trung Quốc học trường nghệ thuật 2 năm, có học nhảy múa. Không ngờ thì lại có thể xài tới. Anh à, còn anh thì sao? Tôi cũng vậy thôi. Còn chị Liên? Chúng tôi đã chia tay lâu rồi. Chuyện gì? Thật ra có rất nhiều nghề hợp với cô kia mà. Tôi có thể giới thiệu cho cô. Cô đâu cần phải làm nghề này. Nghề này có gì là không tốt? Muốn thấy là sẽ làm mất mặt người ta sao? Các ca sĩ đi trình diễn thì cũng biểu diễn như tôi thôi. Ăn mặc còn hở hang hơn tôi nữa. Đồng chút là 10 mấy 20 đêm ăn mặc hở hang trước mấy trăm ngàn người. Còn tôi chỉ là trước mặt mấy mươi người thôi. Người ta là ca hát, còn cô không phải mà. Có khác biệt gì đâu chứ. Họ thì dùng cái miệng, còn tôi thì múa tay múa chân. Bọn không thấy là tôi càng quyến rũ hơn là bọn họ hay sao?
Thật ra nhảy múa thì cũng chỉ là biểu hiện cái đẹp của thân thể, nhờ đường nét của thân thể để mà biểu đạt ý thơ. Anh có hiểu hay không anh Lượng? Tới giờ rồi, còn ngồi nói chuyện sau. Phòng kế bên chờ cô đó. Được rồi. Xin lỗi anh Lượng nha, tôi lại phải đi làm rồi. Lần sau tới anh khuya với anh. Dạ. Hey, xin chào, bye bye. Bye bye, bye, bye. Wow, không có được vui sao uống ít quá vậy? Không có. Anh Nghĩa. Nè, tối nay uống không đã không sao. Tháng sau tôi có một mối làm ăn lớn, tôi muốn mày nhập bọn. Cảm thấy sao hả? Anh Nghĩa, anh cũng biết em. Tao chỉ chuyển lời thôi. Nếu mày cảm thấy hứng thú thì tới quán Hà quê để kiếm anh. Hả? Biết rồi anh Nghĩa. Đưa mày một đoạn nha. Được rồi, trạm xe lửa gần đây. Chào anh nha. Anh Lượng. Cô không sao chứ? Không sao. Tại sao lại quay trở lại đây? Tôi muốn nói với cô, cô đừng có tự lừa dối lấy mình nữa. Tôi gạt tôi? Tôi có chuyện gì mà phải gạt tôi chứ? Cô nhảy múa đây không phải là vì muốn biểu diễn cái đẹp gì của thân thể. Cô vì hai bữa cơm mà phải làm gì có đáng hay không chứ? Tại sao tôi không thể vì nghệ thuật mà là vì hai bữa cơm? Được mà, chỉ kẹt là cái đám người bên ngoài, không phải tới đây coi cô biểu diễn nét đẹp thân thể gì đâu. Cả đám đàn ông như vậy trợn mắt nhìn cô là vì cái gì chứ? Họ không có phải là coi cô nhảy múa đâu. Điều mà họ mong muốn nhất là cô ấy cởi trần truồng để cho họ coi thôi. Anh quay trở về đây là muốn nói chuyện này với tôi thôi hả? Tôi nói chưa hết. Bắt đầu từ ngày mai, cô đừng có nhảy ở đây. Nếu muốn nhảy thì nhảy cho một mình tôi coi thôi. Tôi hứa là trả tiền đầy đủ cho cô. Tại sao? Tôi không muốn nhìn thấy cô tự hành hạ mình như vậy. Tôi càng không muốn nhìn thấy cô bị người ta hành hạ như vậy. Cô có biết không? Có lẽ là tôi có thể không nhảy ở đây, nhưng mà chưa chắc là nhảy cho một mình anh coi. Tại sao? Tôi định là nhảy luôn tháng này là sẽ để dành đủ tiền để mua hộ chiếu. Giờ không nhảy tiếp nữa. Cô định đi đâu? Sau khi thành công tôi nhất định là sẽ báo với anh. Cười cái gì? Tôi cười anh cũng vậy thôi. Anh cũng đừng có để người ta hành hạ anh. Sao tôi lại để người ta hành hạ chứ? Bộ đã quên tối hôm đó là sau khi anh uống say đã nói cái gì hay sao? Anh nói là có người ép anh làm anh ten, ép anh bắn tình báo. Anh ấy đều hành hạ anh mà. Anh đâu có khá hơn tôi. Tôi cảm ơn anh đã bận tâm cho tôi, nhưng mà anh cũng có nhiều phiền phức lắm. Từ nay phải nghĩ cách bảo vệ lấy mình mới được. Chị Hồng hả? Sao sớm vậy? Vô đi. Đã đem tiền tới chưa? Đồ của tôi anh đã đem tới chưa? Dĩ nhiên là có. Nè chị Hồng, có phải là hộ chiếu thiệt không? Chị mua hộ chiếu giả với tôi làm sao mà thiệt được chứ. Nếu chị cầm cố hộ chiếu Canada này bay lên trời cũng được mà. Chị Hồng nè, đủ rồi chị Hồng. Xin chào. Ê, ê, chị làm gì đây? Muốn đi là đi sao? Tôi giúp chị cực khổ vậy, dù sao chị cũng phải cho tôi được lời chút chứ. Được lời cái gì? Được lời là lấy lời đó. Tôi đưa tiền cho anh đã cho anh được lời rồi. Còn phải trả tiền thủ tục chứ. Đừng có. 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 Đừng có.
Em má em đi. Chết rồi đi. Làm dữ hả? Chết rồi. I hope you're happy now. I could never make you so. You were a hard man, no harder in this world. You made me cold, and you made me hard. Cô biết tôi đừng có đi về, ở lại với cô. Ai về như vậy, lỡ là cả tuần lễ. Nghĩ lại cũng thấy tức cười. Đúng ra thì không quen biết với cô, nhưng mà không biết tại sao lại đi chung với nhau. Càng không biết rằng mai này sẽ là sao. Ở thêm một tháng, hay là... Có chuyện gì? Ngủ không vô hả? Anh đang nghĩ cái gì đó? Anh nghĩ sao hai đứa mình lại đi chung với nhau? Rồi anh nghĩ ra cái gì? Một người là cư trú phi pháp, một người vốn là người có lộ đen, nhưng mà bây giờ đã không đen, nhưng lại không có được trắng hết. Như vậy là không trắng không đen hả? Như anh đã nói, chị không biết là bên nào. Em đã không biết là mình thuộc lộ nào, cho nên hai đứa mình mới ở chung với nhau thôi. Có lẽ là vậy. Hai chúng tôi đều không biết mình đang ở lộ nào, suốt đời cũng không biết là lộ nào. Mai mốt không biết thuộc lộ nào đây, việc gì cũng không biết là thuộc lộ nào cả. Có nghĩ tới tiếp theo đâu mình sẽ ra sao hay không? Không biết. Còn em? Em biết. Em biết. Sao hả? Em biết là em nhất định phải rời khỏi Hồng Kông. Em cực khổ xuống tới đây cũng vì muốn đi nước ngoài mà thôi. Đi nước ngoài hả? Đi đâu? Bị đảo. Nơi đó gọi là gì đây? Bị đảo là cái nước hiện bây giờ đang đảo chánh đó, phải không? Nha, anh coi coi nhiều nơi như vậy mình phải đi nơi nào đây? Đi đâu mà kiếm về cái tấm bản đồ này? Em đem từ ở trển xuống đó. Đi đâu? Chuyện gì đây? Anh cười cái gì chứ? Cười sao? Anh cười em ngây thơ. Em tưởng là cầm bản đồ thế giới này có thể như cầm hộ chiếu đi khắp nơi sao? Nhiều lúc làm người phải ngây thơ một chút mới được vui vẻ mà. Hãy coi đi, đi đâu nha? Có phải chỉ rồi được hay không? Ok, chỗ này. Cái gì, đi Phi Châu hả? Em không đi đâu, sẽ bị phơi đen thui à. Không thích hả? Thì đi chỗ khác. Arabida, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ. Nè, băng đảo nha. Đảm bảo em sẽ được trắng như tuyết. Không những là trắng như tuyết mà còn bị đông lạnh như là cái băng tuyết đó. Em tự mình chọn đi. Đi đâu? Liên Xô hả? Alaska. Không được. Canada. Chỗ này nè. San Francisco à? San Francisco có gì tốt? Em thích cái gì ở đây? Người ta nói là San Francisco có nhiều người qua lắm. Nhưng mà San Francisco có rất nhiều đồng tình luyến ái. BD đó, em thích hay sao? BD có nghĩa là đàn ông thích đàn ông đó. Như vậy tốt chứ? Có thêm mấy người đàn bà như vậy mới được an toàn.
Không phải như là Hồng Kông có thì là nhiều dê chúa quá. Thật ra anh thấy Hồng Kông này có nhiều người tốt lắm chứ, phải không? Tóm lại không phải là anh, nếu không thì em cũng đâu có đến nông nỗi này. Bây giờ em đến nông nỗi nào? Đến nông nỗi nào đây hả? Thế ạ? Và trong lúc đó, đột nhiên tôi quyết định rời khỏi Hồng Kông và sẽ đi chung với cô Hồng. Cô ấy nơi đó đứng, không thể bị người ta hành hạ được. Không muốn bị người ta hành hạ thì phải rời khỏi Hồng Kông, kiếm một chỗ nào khác để làm lại cuộc đời. Alo, sếp Sương hả? Sếp Sương à, có chuyện gì mà gọi tôi gấp vậy hả? Không, tôi mới vừa bắt được tin là cái đám người của anh Ngầu tháng sau định làm một vụ lớn, cho nên kiếm anh nhờ giúp tay thôi. Sếp Sương à, dạo này tôi ít lui tới với đám đại ca đó, tôi làm sao mà giúp sếp đây chứ? Không mấy tới lui có nghĩa là vẫn còn mà. Hả? Anh yên tâm, lần này không cần anh đưa tin đâu, chỉ cần anh đi vô làm nội gián thôi, bắt được người sẽ được chia quê hồng. Sếp Sương, sếp kiếm người khác đi. Lượng à, lúc xưa anh chơi thân với họ lắm mà, tôi nghĩ ngoài anh ra không còn người nào có thể giúp được tôi đâu. Hả? Có giúp hay không là tùy anh, con đào của anh ở bên tôi đó. Sếp nói cái gì? Cổ cư trú phi pháp, tôi có thể giao cổ cho cục di dân đó. Anh đừng có phá cổ nha. Cổ là dì hôn thê của tôi. Dì hôn thê hả? Được, có phá hay không là do tôi, quyết định cứu hay không cứu đó là tùy anh. Đừng nói tôi ép anh nha. Suy nghĩ cho kỹ đi. Sương hả? Phải. Lượng đi. Lượng hả? Sao đi? Tôi có thể dụ họ mắc câu, nhưng mà tôi có một điều kiện. Điều kiện gì? Sếp phải làm cho tôi hai cái hộ chiếu. Anh nói cái gì? Anh Lượng. Anh Ngầu, anh Lượng tới. Anh Ngầu. Về Lượng hả? Giờ trộn đi đi. Anh Ngầu gặp tôi, tiếp đãi tôi như là quý khách vậy. Thì ra anh Ngầu không bảo thiệt. Anh đã đánh cướp 3 tiệm vàng liên tiếp. Anh nói là không đủ người. Anh còn nói là sẽ có tốt người khác nữa. Kế hoạch của anh Ngầu thật là chu tường, thiệt giống y như là người đánh giặc vậy. Đầu ở trước cửa tiệm địa ốc này, lúc mà bỏ chạy thì đi 2 sen này. Vụ làm ăn này quyết không có tiết lộ ra ngoài. Mấy hôm nay các người không có thể rời khỏi phòng này. Giao hết mấy gọi và điện thoại ra đây.
Mệt quá. Nè. Nè, giao đi. Ừ, có tôi nè. Mẹ Ben, Ben. Hey. Đừng coi thường mấy cây súng này nha. Quả là của nó mạnh lắm. Mạnh hơn súng của cảnh sát nhiều. Bị nhốt trong phòng lữ quán này một tuần lễ. Thiệt lâu như là bị ở tù 7 năm vậy. Quỳ, đừng có chơi nữa. Đừng có lo lắng, vụ này rất an toàn. Em đâu có lo lắng chứ. Được gì thì tốt. Rốt cuộc đã chờ tới ngày thứ 7. Ai đó? Đem đồ ăn tới. Để ngoài cửa được rồi. À, bao nhiêu tiền? 64.50. Quê, qua ăn đồ đi. Quê, ăn cho nó một chút đi, nếu không đủ sức khiêng vàng đâu. Ui, nè, ăn cho nó một chút đi, làm gì vậy? Ăn đi, hả? Nè, ăn cho no đi, hả? Ăn cho no đã. Ăn đi. Ăn đi, đừng có bỏ uổng nha. Cố gắng ăn đi. Được, ăn đi. Ăn hết đi mà làm gì vậy? Ăn đi chứ. Nè, có người đang đái đây đại ca. Sắp tới giờ hành động, nhưng còn phải chờ một đám người để mà giúp tay. Ai vậy đây cả? Trước khi xuất phát anh Ngọc mới nói, còn một đám người khác nữa, là do anh Nghĩa dẫn đầu. Sau khi tôi nghe được, xem chút là bị ngất xỉu. Nghĩa, quả nhiên đúng giờ. Anh Nghĩa. Lượng. Anh Nghĩa. Anh Nghĩa. Nè, cái vụ làm ăn lớn này tao đã dàn xếp lâu rồi. Ăn chắc mà. Nhưng mà nếu như mà tao biết được thằng nào là nội gian đó hả, tao bắt nó chết còn thảm thương hơn thằng Tổ.
Sếp Sương có bắt được anh Nghĩa không? Đã chạy thoát rồi. Nhưng mà hắn núp không được bao lâu đâu. Nè, giao con đào lại cho anh. Không mất một cọng tóc nào. Hai người có thể mua vé máy bay đi ngay. Yên chí đi, xài được mà. Cảm ơn sếp Sương. Tôi cảm ơn anh đúng hơn. Xin lỗi nha. Cấp trên ép tôi quá, tôi muốn được thăng chức mà. Sếp Sương, tôi nghĩ sếp không phải muốn thăng chức. Sếp chỉ là muốn hồi hưu quan vinh sớm thôi. Anh nói vậy là ý gì? Chúng ta đều biết mà. Sếp chúng tôi đều muốn bỏ trốn. Nếu kiếm đủ tiền thì phải đi. Ban Liêm tránh đang theo dõi sếp. Tôi không biết anh đang nói gì. Đừng có nghĩ là biết chút đỉnh là có thể hù tôi nha. Con đào của anh tôi có thể bắt lại đó. Nó có phá em không? Không có. Thiệt hả? Thiệt đó. Dạo này ông có liên lạc với tôi, nhưng mà chỉ biểu tôi đưa tình báo về vụ cướp tiệm vàng thôi. Và ông ta không biểu tôi kiếm khách mua hộ chiếu giả gì cả. Nếu có, báo cho tôi ngay. Ông tới kiếm anh để làm gì? Lại điều tra mình nữa hả? Không phải điều tra mình, là điều tra Sếp Siêu mà thôi. Nhưng anh nghĩ là chúng ta phải bỏ đi cho sớm đấy. Đi đâu? Lần này nhất định là có nội gian. Nếu như không, tại sao lại bẻ mất? Anh Nghĩa à, anh Nghĩa. Điện thoại, điện thoại. Đưa đây. Alo, ai đó? Tôi không có quen biết với anh. Chuyện gì? Tại sao tôi phải tin anh? Tại sao phải tin nó? Tại sao phải tin nó? Còn phải chờ bao lâu nữa? Tôi cố gắng. Hãy
Mình ngồi ở đây chờ cái gì? Chờ 597. Vậy phải chờ lâu lắm hả? Chỉ như là không phải, nói chơi thôi. Nhưng mà em phải chờ anh một tiếng mấy đồng hồ là thiệt đó. Anh đi đâu? Anh đi làm chút việc. Một tiếng mấy sẽ trở về ngay. Chờ anh nha. Làm chuyện gì chứ? Anh đi đổi vé máy bay. Anh đã lo liệu xong hết rồi mà. Chắc anh Nghĩa đã biết được mình đi chuyến bay nào, cho nên đổi chuyến bay được an toàn hơn. Em cũng đi. Em đừng có đi. Lỡ em có chuyện gì anh lo cho em không được đâu. Lỡ như anh bị cái gì thì sao? Anh không bị gì đâu. Em ở đây chờ anh. Đừng đi đâu nha. Anh trở về ngay thôi. Hả? Cẩn thận nha. Yên chí đi, anh không sao đâu. Không sao đâu. Thì không sao. Anh cẩn thận nha. Tôi thì chưa bao giờ biết chờ anh tới một tiếng đồng hồ, dài như là một thế kỷ. Thì ra từ ở đỉnh núi Thái Bình mà ngó xuống Hồng Kông thì là đẹp như vậy. Tiếc là mấy tiếng đồng hồ sau tôi đã phải đi. Thiệt như là một giấc mơ. Đột nhiên tôi sắp được toại nguyện, được đi ngoại quốc lâu năm của tôi. Mà không biết tương lai của mình sẽ ra sao. Không biết mai này mình làm sao mà sinh hoạt. Không biết cái gì hết. Như vậy là lao mình ra ngoài thôi. Tôi thì là sợ quá. Tôi sợ lắm. Chuyến bay sắp tới rồi. Chuyến bay đã bị trễ. Chừng nào mới tới? Không có đánh ra. Tôi chết rồi. Vậy làm sao đây? Không sao đâu. Chờ thêm chút nữa đi. Anh đi toilet. Em cũng đi.
chừng đó. Xin lỗi, hai vị không đi được. Chuyện gì đó? Nếu hai vị chịu hợp tác làm nhân chứng chỉ điểm, chúng tôi sẽ không khởi tố hai người dùng hô chứa giả. Tôi biết, cho dù là tôi làm nhân chứng, cuối cùng cũng bị cục di dân giải về Trung Quốc. Từ nay thì không biết chừng nào mới được gặp gỡ lại. Anh Lượng nói là không có sao. Anh nói là có thể lên Trung Quốc kiếm tôi và có thể xin cho tôi ra nước ngoài. Nhưng mà tôi không biết phải chờ bao nhiêu năm, chờ tương lai rực rỡ suốt bấy nhiêu năm mà vẫn phải chờ.